Ơi, Tiểu Siêu chào các bạn nha. Thì hiện tại Tiểu Siêu đang đứng trong chùa hang ha. Thì sau lưng của Tiểu Siêu á, vòng vòng đây nè là khỉ cũng rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì buổi trưa á đang cho ăn trái cây cho nên thì xuống cũng ít rồi. Ha. Rồi mời các bạn xem những chú khỉ này nha. Đấy, cũng phát đi. Rồi cho nó ăn ha. Rồi đây đây đây. Chạy đi cho mau. Bà ngoại, bà ngoại cho khỉ ăn, để đây ăn đây đi, con. Lấy đi. Giờ để con cho nó ăn. Đây bây giờ mình sẽ cho con khỉ này ha. Chưa chưa để bà ngoại để cho nó ăn, cho ngoại. Nó ăn đi. Khỉ có còn ở đây. Đấy, chuyện gì cho ai bỏ? Ai làm bỏ thuốc? Cái con đó nó ẩm con đi. Nè. Nè. Nó nhiều quá, cô ơi. Ồ, nhảy từ lửa cho các bạn. Con còn này nhỏ nhỏ mới tắm nè. Mới tắm lông nó xù. Nè. Đó, dành nhau ăn luôn đó. Đó, đó kìa, nó dành ăn kìa. Đó. Tham ăn như trâu vậy á, mày á. Khỉ này khỉ cái nha các bạn, khỉ này khỉ cái nè ha. Rồi khỉ này khỉ đực khỉ cái ta. Ờ khỉ này khỉ đực nha. Ở mày đâu? Ở này khỉ con. Mới lớn. Mày đang quay phim Mỹ đâu vậy? Coi. Thằng mẹ nó lấy cục bài hồi nào không? Có đâu? Có đâu? Có hả? Thị lấy. Thị nào lấy? Nó có được rồi. Thị nào lấy? Ồ, thị này nó bị cái cục bú ở dưới các bạn. Nè, vậy mà nó ăn nó độn quá. Vậy nó độn như vậy đó hả? Ừ. Nào mình mới ăn nó độn như đó đó. Ừ. Thì nào cũng vậy. Nó độn xuống cuốn họng ha. Độn lấy cuốn hai người ta cho khỉ nè. Đó. Không có là cho tôi để lên đây à. Lo dọn không có khỉ nào lại mà. Cái này mới chắc mấy tháng rồi nhìn kìa. Tiếu à, nửa xíu à. Nó ăn nó độn quá. Nó lớn. Nào đói rồi ăn thế. Cái này mấy tháng à, chưa được tuổi đâu, chưa được năm đâu. Rồi chó hả, tưởng khỉ chứ hết hồn. Còn mày đâu đây nữa? Còn mày đâu đây liếm liếm tao nữa? Đất bóp, đất bóp. Yeah, đây nè. Rồi, bây giờ sẽ kêu mấy anh này ngược đây. Thì thường là mấy chú chó, hai chú chó tên Đức á các bạn. Một con tên Đức hả thầy? Tên Đức là con chó nào thầy? Chó vàng á, là chuyên gia nó thù với mấy con khỉ ha. À. Rồi đây là hả? Chó đen này là Phúc hả? Bi hả? Ba con này là thù khỉ đó. Khỉ nó bị quýnh. Mấy khỉ quýnh nó hoài à. Đất lại đây con. Đất à, đây. Ờ con. Đây con mẹ kìa các bạn. Con mẹ đang ôm con trên đó kìa. Đất à, ra con. Đất. Ra đây. Kìa nó xuống rồi. Chút xuống rồi nè. Đó, nó ngược rồi đó, đó. Mấy ảnh đâu coi là leo cây được đâu. Tức rồi. Đâu leo được đâu, tức rồi, tức dữ rồi.
Gì nó cắn không thầy? Nó gượt thôi hả? Nó không cắn hả? Cắn luôn hả? Đất bị bố con dứt hoài, lại thù quá. Dạ. Ờ, hiện tại là ở đây có bao nhiêu vị Phật thầy? Dạ. 49 Phật trực sư ha. Ở trong chùa hang nha các bạn. Rồi hậu pháp là có 10, 11 hả? Còn thấy có 11 à. Bây giờ có thấy có 11 vị hậu pháp ha, 11 vị. Ê, à đúng rồi, mắt hình vậy rồi, không biết sao nữa. Với mẹ Phật Quan Âm ba mặt ha. Đó là U Minh giáo chủ. Mẹ Phật Quan Âm hả? Đó là U Minh giáo chủ. U Minh giáo chủ hả? Ủa sao mà hình Phật Quan Âm trời? Ừ, trong chùa hang hiện tại thì đang sửa chữa lại nha các bạn. Rồi hiện tại thì clip này đến đây kết thúc nha. Lâu lâu cho các bạn coi giải trí chơi ha, đỡ buồn. Rồi bye bye nha, hẹn gặp lại nha.